Chào các bạn, hôm nay tôi tiếp tục muốn trình diễn một cái sự phối ghép giữa loa quán hở đa năng, như cũng đã có một lần sự chia sẻ trên các diễn đàn về cách làm thùng và cách phối ghép giữa cái loa quán hở đa năng 10:1 của Khang Audio. Thì hôm nay tôi mời các bạn nghe thử sự phối ghép đầu tiên giữa loa quán hở Ovan Shaba Green Coil 25 cm với ampli đèn ECL82 mạch single end với một bài hát nhạc trữ tình mà cũng nhiều lần các bạn có hỏi rằng là dòng loa toàn giải có thể chơi được nhạc vàng không, thì hôm nay các bạn thử chiêm nghiệm xem là có thể hiện tốt không nhé. Hôm nay tôi xin mời các bạn nghe bài số 3, Một loài chim biển trong đĩa hoa biển. Trên mũi tàu nhìn trời cao vun vú xanh xanh màu xanh nước trời, để làm anh mưa áo em ngày xưa. Thành phố xa rồi mưa có đi về làm người yêu đơn côi. Ngày không gian tím buồn nhìn sông răng đầy, nhiều khi mưa vương lên phố nhỏ, em có ước nguyện cầu cho trăng sáng soi đường tàu anh đi. Có một loài chim hay dối hờn, loài chim biết khóc khi biệt ly, giận anh những chiều tím mây trời bay. Thường ghen với tàu làm người yêu đi mà. Em ơi ngày mai lối về, ta từ chung hương vẫn vương lòng trai. Sau chuyến hai hành ta cách lâu rồi, mình lại tay trong tay. Đi giữa muôn trùng
anh nhớ em. Chiều nay sao trên trời đi vắng, gió nhiều nhưng mây buồn không bay. Sóng lên hoa sóng giăng đầy, nhiều khi mưa vương lên phố nhỏ. Em có ước nguyện cầu cho trăng xanh soi đường ta quanh đi. Loài chim hay dối hờn, loài chim biết góc cây biệt ly, giận anh những chiều tím mây trời bay. Thường ghen với tàu làm người yêu đi mãi. Em ơi ngày mai lối về, ta từ chung hương vẫn vương lòng trai. Sau chuyến hai hành cách lâu rồi, hai tay trong tay. Sau chuyến hai hành xa cách lâu rồi, hai tay trong tay. Sau chuyến hai hành xa cách lâu rồi, hai tay trong tay. Thưa các bạn, trên đây là sự phối ghép thứ nhất giữa loa bán hở dòng oval 25cm của Saba Green Coin. Chút nữa thì tôi sẽ thay đổi cái adapter của cái thùng loa này, lắp vào đó là thuộc phủ loa Saba dòng 20-30cm để cho các bạn trải nghiệm với đôi loa bán hở ở dạng thứ hai. Sau đây xin mời các bạn đón xem tiếp theo.